Em xin chào mấy cô chú, mấy anh chị yêu thích hoa lan. Hôm nay á, video này là không có chia sẻ mà là video này sẽ nằm trong một series giới thiệu hoa lan sưu tầm cho cô chú mấy anh chị sưu tầm để mà chơi Tết Nguyên Đán. Thì như đã biết là khi mà mình đã yêu thích dòng hoa lan á, thì cô chú mấy anh chị sẽ biết đến dòng hoa lan này, đó là dòng Nghinh Xuân Ngọc Điểm. Đặc điểm của nó là sẽ nở hoa vào đúng ngay dịp Tết Nguyên Đán của chúng ta. Một đặc điểm nữa là nó rất là thơm, hoa ngọc điểm rất là thơm, mùi thơm nó rất là quyến rũ luôn nha các anh chị. Mình có thể là để trên bàn nè, mình có thể treo ban công, treo trước cửa nè, đó, mình chỉ cần đi ngang một cái thôi là nó thơm, thơm cực kỳ thơm luôn, đó, càng nhiều thì nó càng thơm. Thì đây là em đứng tại vườn, một nhà vườn ngọc điểm rất lớn nha các anh chị, đó, rất rất là nhiều ngọc điểm luôn. Đó thì trong cái video này là em xin được giới thiệu cho cô chú mấy anh chị những cây ngọc điểm mà nhà vườn đang muốn xuất bán trong đợt Tết Nguyên Đán năm nay. Đó thì nếu cô chú mấy anh chị có nhu cầu á thì có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình hoặc là có thể để lại bình luận ở bên dưới video á, thì bên em sẽ liên hệ lại và tư vấn cho cô chú mấy anh chị nha. Bây giờ á, thì chúng ta cùng xem cây như thế nào. Dạ, xin mời cô chú mấy anh chị. Đây, những cây nghinh xuân mà xuất bán trong đợt này là những cây nghinh xuân đã ra nụ hoa, ra ngồng hoa đây nè nha cô chú mấy chị, từ 3 đến 4 cặp lá trở lên bàn tay nè. Đó, đây là lựa ra những cây có nụ đó, rất là đạt nha, nó sẽ từ 3 4 cặp lá trở lên, cây rất là đẹp luôn, không lỗi lá luôn nè, ngồng hoa này nha cô chú mấy chị. Nó giá bán một cây như thế này là 150.000, giá rất là rẻ luôn, đều có ngồng hoa hết rồi nè, 150.000 một cây nha cô chú mấy anh chị. Thì nếu mua 2 cây á thì bên em sẽ bao ship và tặng cho mấy anh chị một túi phân tan chậm để mà về chăm sóc cây luôn. Đây, cây nào cũng rất là đẹp luôn, 3 cặp lá trở lên đó, thì 150.000 rất rất là bình dân luôn, cây rất là đạt, đều có ngọng hoa hết nha cô chú mấy chị. Còn về màu á thì nó sẽ có đỏ, tím, tím đớm, màu trắng, màu hồng cánh sen, màu sát pháo nha cô chú chị, có nhiều màu để mình lựa chọn. Còn về màu hồng cánh sen á, cánh sen thì lá nó với màu trắng á, giống quá cho nên là cũng là sổ trong 2 màu trắng và hồng cánh sen thôi nha cô chú mấy chị, không lựa được ngoài hồng cánh sen chuẩn là mình sổ trong màu trắng và màu hồng cánh sen đó. Với 150.000 thôi nha cô chú mấy chị, thì cô chú mấy chị có thể sở hữu cho mình một chậu lan nghinh xuân rất là đẹp, hương thơm thì phải nói là rất là thơm luôn, cực kỳ quyến rũ luôn nha cô chú mấy chị. Mình có thể là để trên bàn uống trà nè, mình có thể treo ở ban công đó. Đó, một chậu rất là đẹp. Những chậu như thế này thì chỉ có 150.000, giá thì phải nói là rất là bình dân luôn, cây rất là đạt, rất là đẹp luôn. Đó, đó thì cô chú mấy chị nếu mà yêu thích dòng hoa lan này á thì có thể là liên hệ bên shop Hoa Lan Lâm Hoài hoặc là có thể gọi trực tiếp số điện thoại 0972 899 855 hoặc 0933 809 500, và bên em sẽ là tư vấn miễn phí cho cô chú mấy anh chị trọn đời luôn về cách chăm sóc ra làm sao, cách dưỡng hoa ra làm sao. Dạ, đó thì bên em sẽ tư vấn miễn phí hết, và khi mua những chậu lan này bên em sẽ tặng một chậu một túi phân tan chậm về mình để vô gốc này
cho cây lan nó từ từ, nó sẽ hấp thu từ từ và nó phát triển thật là tốt. Thì cảm ơn cô chú mấy anh chị đã cái theo dõi cái clip mà giới thiệu và chia sẻ hoa lan để cho cô chú sưu tầm để chơi Tết á. Dạ, thì nếu cô chú thấy thích á, thì cho em một like, đăng ký kênh ủng hộ em và nhấn vào cái chuông thông báo á, để mà sau này em có ra những cái clip mà giới thiệu về những dòng hoa lan khác á, thì cô chú sẽ được là người được thông báo đầu tiên. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại cô chú trong những video lần sau.